Chúng có số dụng ở cả này. Này dưới bản thạch chún trong bộ nhạc vi dụng đầy thị lý này ai cho là trọng. Đại bốn nữa, bàn bà chanh bà tệ thua ở miền bà tự cảm. Chúng kết thả cả lực lao nó còn có bạn đăng thả khổ. Còn bà bà thả nơi xìm riêng mặt ai áp bị bọt bàn. Đời xa tay miên ở đây anh cứ thả rèn sát, cả rèn sát đòi ở nhà thô. Mặt ai sang xong tiệt. Mặt ai sang xong khu. Khiếm xong phải chạy thả. Mặt ai dốc đọc bọn xìm riêng priếp thiếp từ nâng tiếp xa ở cho là rạc trọng. Đôi chức hẹn đồ tỷ tỷ. Bảo sân kịch vương đôi chứ nào. Campuchia nâng trời kê bọn đánh chênh đòi dốc ông cô vót rồi bỏ dư chênh vì bệnh chi bây tê cập hòn bị phục lục hơi dân xong ai nẹ tiếp xa kháng phân ai tiếp xa à chờ nạ trọng xong mơ bây tầng mùl cũng mơ chưa vào đâu mà đâu đôi chứ bà nhà ca trời ơi miền là đầy tư lý miền đầm lây đầy tư lý nơi tí đi ọt miền đầm lây rồi sao thế rót mần ơi co sang ở bầy bà sân chứ co sang ban co bật tay ông cô vót trở đọ chanh phí bởi chi bây tê cập hòn rương đi vì mần toàn ca lang nơi cam bởi chiếc đi vì ca lang nơi bởi tê rồi tê xong bây tê bởi tê chưa luôn đã co sang bóng biên từ lơ lẽ khăn và chạy cái tì nơi ông ca UNESCO cái bản đọ chênh vì bệnh trì nơi bây tê cập hòn vì phụ lục tại bà đọc cam bởi chưa gỡ lên kia bà sân chỉ dương bóng biên lẽ khăn tương lai đã cầm nót đã ông ca UNESCO dương nâng bạc băng lẽ khăn nạ sập bắt chỉ bây tê cập hòn vì phụ lục tương nơi ông cô vót tiền nơi sầm bố bình cục nâng tiền nơi và sát bè bì hải dương cầm phong tay riêp chom sầm đông ai cả xa tầng lại đặt đọc bọn mua chùm luôn thịnh thiết đã bày chô chia bình chi bày tệ cập hòn bình phục lục chẳng bàn trực chom xa thả vì mặt khoa tê cần lại đại trừ thư tìm xa ở cho là nạ trọng bỏ bà đại công hòi màu kỵ ông cổ còn trả rương mùi, còn hôn mùi ban bạc cá thả, nâng thua sát ở thôn, còn là lưu sát ở thôn, kháng dụng đến sâu bằng tất cả mọi người ta. Cho ban sát ở thôn, còn hôn đi thư ca kê đồng rơi phim. Hai, nâng bên đài lục bật đứt xí, chú ơi, đi để đi có sát ở thôn cho mùi. Hả? Rồi mẹ này, mẹ thua không đây. Đã lúc chưa phương xa cả đá nè, lúc bật đứt lấy khang ở cho nạ trọc. Cầm hiền, nè. Xong lúc bật đứt cầm hiền, công bọn to, chở mũi nâng ca lương lang tích tiên đó là nhà thổ. Đá rồi, thôi ca nơi tình đi. Bởi nó, bất cứ cam nào bông cứ lô bật đứt sập hiền cha sóc tuổi bật thiên đây bật đứt sập hiền và tam tư mà đi thì chân máu và tam tư cửa xuông và bật thọ nông chất sơn lập bạc đã đầm nang khai ở nhà thô áp sara hoặc các cúc cồng lừa nhà thô áp sara dương sống công thuê phải hay hãy trong sống do ca phải chết hết phần đặc trưng để dây đo cả lại được. Đào bay của mọi đại cu là bao nhiêu? Chỉ UNESCO, chưa Paris, chưa Nhật Bản, miền cả, Peru và đâu? Hầm pi ở bay đại cao lan, nè đại bạc cả thạch chi sắc đỏ thôm đằng thư say say, cỏ trơ tay, cây đập bay bạch chẹt, cử ri cho rót tháp bị ban mất an nhà thì trong ban club ban prà hơi, dương mất sầm lấp mê mòn. Còn tại đảo bầy chứng anh mùi bêl nụ tì. Dường trời chạy châm mê mòn ở bàn lò, đảo bầy thật tuôn bông ra bò bìa.
ឲ្យបាត់ត្រូវឲ្យបាត់ត្រូវយើងមិនអាចទុកឲ្យបិទេកភ័ណ្ឌពិភពលោកគឺប្រាសាទអង្គរនៅទីនេះរងនៅខលប៉ះពាល់ណាមួយដែលបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបិទេកភ័ណ្ឌពិភពលោកខ្ញុំសូមឲ្យអង្គការអន្តរជាតិដូចជា UNESCO ក៏ដូចជាប្រទេសជាដៃគូដែលអាចព្រមយល់ព្រមធ្វើជាសហប្រធាន ICC គឺមានជប៉ុននិងបារាំងដែលលើត្រៀមចុះហត្ថលេខារយៈពេល10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតគឺក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរនេះជាការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានាថាសម្បត្តិដូនតារបស់យើងដែលបានខិតខំរក្សាទុកពីពេលមុនត្រូវបានគោរពយើងមិនក្រាន់តែគោរពទៅដល់ប្រាសាទអង្គរទេយើងគោរពតាំងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅតាមផ្លូវទាំងឡាយយើងអត់ធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ឃើញអ្វីនាំគ្នាឈូសចោលរួចហើយដាក់អាថ្មីចូលអត់ទេធ្វើសុខដុមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាចាស់និងអាថ្មីបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍទីរួមខេត្តសៀមរាបចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានការបំពានណាមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអង្គការ UNESCO ដោយជាបញ្ហាតម្រូវតិចទៀនមកដល់អាជ្ញាធរថាមិនឲ្យអភិវឌ្ឍកើតដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនឲ្យសាកសពខ្ពស់ព្រោះអានោះគេអត់ឲ្យខ្ពស់ទេខ្ពស់នៅតំបន់ណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែគឺតំបន់ដែលត្រូវហាមឃាត់គឺមិនអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងដីនៅកន្លែងនោះវាមិនឡើងថ្លៃទេកុំគិតចំណេញមួយពេលអំពីការឡើងថ្លៃដីប៉ុន្តែបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រាសាទប្រាង្គប្រាសាទអង្គររបស់យើងនោះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្រាប់ការដាស់តឿនជាទូទៅឲ្យគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលអង្គការ UNESCO តម្រូវ